Thị trường ẩm, khách Việt mua ô tô tháng này được khuyến mại gì? Hầu hết các hãng xe đều mạnh tay giảm giá, có thể lên đến cả 100 triệu đồng và thêm quà tặng cho khách mua xe trong tháng 6, tạo thành làn sóng kích cầu để thúc đẩy doanh số. Thị trường xe tháng 5 chứng kiến sụt giảm doanh số 15% so với tháng trước đó và giảm tới 34% so với cùng kỳ năm 2020. Tình trạng này buộc các hãng phải tung hàng loạt ưu đãi để cứu vãn tình hình. Thực tế, không riêng các dòng xe bán ế mà ngay cả những mẫu ô tô bán chạy cũng được khuyến mại. Là mẫu MPV bán chạy nhất thị trường, Mitsubishi vẫn mạnh tay khuyến mại cho Xpander bằng việc tặng phiếu nhiên liệu trị giá 15 đến 30 triệu đồng. Hãng xe Nhật Bản còn tung độc chiêu tặng thêm máy lọc không khí có khả năng diệt khuẩn trị giá 3 triệu đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngoài át chủ bài, Mitsubishi cũng ưu đãi cho Pajero Sport các gói phụ kiện trị giá 40 đến 55 triệu đồng. Dòng xe bán tải Triton hay mẫu Cursor Over Outlander nhận khuyến mại 30 đến 60 triệu đồng. Ngôi sao mới là Mitsubishi Xzai cũng được giảm giá, tặng quà hơn 10 triệu đồng, cùng với máy lọc không khí. Tương tự, mẫu xe ăn khách Chazato cũng được kia giảm giá 45 đến 65 triệu đồng, quyết tâm duy trì ngôi đầu phân khúc. Phiên bản MT của mẫu sedan cỡ xe này giảm còn 499 triệu đồng, ngang với Toyota Vios cỡ B số sàn. Điều chỉnh trên khiến kia Chazato cạnh tranh thẳng với dòng sedan hạng B của Toyota hay Honda. Sorento hay Sedona cũng được thương hiệu Hàn Quốc giảm khoảng 50 triệu đồng, tặng thêm bảo hiểm vật chất. Ngoài ra, các mẫu xe khác của kia được các đại lý bán dưới giá đề xuất, dù hãng không chính thức công bố các chương trình ưu đãi. Cùng thuộc thương hiệu do Taco phân phối, Mazda giảm giá khủng tới hơn 100 triệu đồng cho CX-8, còn đàn em CX-5 giảm khoảng 30 đến 40 triệu đồng. So với những năm trước, dòng xe Mazda không còn quá hot nên việc kích cầu là động thái cần thiết. Mazda nhận khuyến mại tới 55 triệu đồng và Mazda giảm khoảng 80 triệu đồng. Liên tục để sản phẩm của đối thủ vượt lên, các mẫu xe Honda gần đây ít xuất hiện trong top bán chạy. Khuyến mại nhằm tăng sức hút có thể là nước đi để hãng xe Nhật Bản tìm lại hào quang. Honda CR-V và HR-V được giảm giá và kèm khuyến mại, trị giá quy đổi trên 100 triệu đồng. Civic cũng bớt chảnh bằng việc giảm giá khoảng 50 triệu đồng, nhưng vẫn thuộc hàng đắt nhất phân khúc sedan cỡ C. Doanh số tương đối tốt nên City chỉ được đại lý giảm khoảng 10-20 triệu đồng. Hyundai tìm cách bảo vệ ngôi vị thương hiệu xe có doanh số hàng đầu Việt Nam bằng các chương trình khuyến mại. Elantra được hãng tuyên bố ưu đãi 15-20 triệu đồng, song giá thực tế tại đại lý còn tốt hơn nữa. Hay Hyundai Kona được giảm tới 40 triệu đồng, nhận thêm nhiều quà tặng, phụ kiện, không nằm ngoài xu thế chung. Vios được Toyota giảm giá tới 30 triệu đồng, kèm các gói hỗ trợ tài chính hay bảo hiểm thân vỏ. Chương trình khuyến mại cũng được hãng áp dụng với Wigo hay Jazz, đều được nâng cấp màn hình giải trí. Trong khi đó, phía đại lý giảm giá cho Corolla Altis nhằm cứu vãn doanh số. Thương hiệu Việt VinFast rất chịu khó tung ưu đãi cho khách hàng. Cụ thể, Fadin được tặng 100% lệ phí trước bạ, cho phép giảm thẳng vào giá bán. Dòng xe SUV Luxa 20 được ưu đãi 60 đến 80 triệu đồng tùy phiên bản. Với dòng sedan Luxa 20, khách hàng mua xe trong tháng 6 có thể sử dụng voucher Vinhomes mệnh giá 200 triệu đồng để thanh toán, thay vì chỉ được sử dụng voucher mệnh giá 150 triệu đồng như trước đây, qua đó có thể tiết kiệm thêm một khoản đáng kể. Đình Nam,